Tài Đức Tính xin kính chào mọi người. Hôm nay có tin vui với ông Hai nữa quý vị. Đây một Đức Tính rất là mừng luôn. Ông Hai ít con người giúp lắm mà gần đây có Mạnh Thường Quân giúp cho ông được 2 lần. Ôi ôi, Nam sửa điện tử luôn ông Hai ơi. Ông Hai ơi. Dạ. Con với anh Tính vô thăm ông nè. Trời ơi, nay ông sửa điện tử luôn hả? Đâu dữ vậy? Cứ mai là hư. Mai hư hả? Hư xài không được, ở tiền mua sửa bảy lắm mà. Trời ơi, ông sửa được không? Dạ, mời vô. Ông biết nghề không ông sửa hả? Sửa đại nó vậy. Sửa đại luôn hả? Sửa đại. Sửa sao mà chuyển đi luôn đi. Dạ chào cô. Hôm nay mới thấy nhà, hôm nay lâu quá không thấy nhà. Dạ con chào cô. Dạ. Buồn quá cậu ơi hả? Hôm nay đi đâu hoài mà kiếm gặp. Đi chơi chợ gì? Đi chơi hả? Ông Hai ngồi đi rồi để ông Hai ngồi đi ông Hai. Để xuống đâu vậy? Để xuống. Để xuống ngồi đó con qua thăm trước ba. Con qua đây thăm ông Hai cũng mấy lần với anh Tính rồi. Mà con không gặp cô. Mấy lần trước cô đi đâu? Đi lượm dây chai chợ Mỹ An á. Cỡ? Ở đây mà cô lượm tới chợ Mỹ An luôn hả? Rồi cô lượm. Biết sao không? Tại vì con quê với đây á, nó quét cát rồi lượm nó la. Vậy hả cô? Chị em cũng nghèo khổ để cho nó lượm. Dạ. Chia sớt nhau hay lượm dây chai cũng phải chia sớt nhau. Dạ. Dạ. Cô ngồi đi, qua ngồi bên kia đi. Mà giờ cô cũng đâu có gia đình gì hả? Dạ. Ý cô hỏi là cô hồi đó giờ không có chồng con gì không, đúng không? Dạ. Dạ. Ở với cha mẹ ra đi mần dữ lắm. Đúng rồi. Đi mần cỏ rồi này kia, đi hay ra rồi bán sống không mà còn. Dạ. Không ăn ha. Ăn bánh đi hoa, xéo ha. Cởi cái áo này, em được quá nóng. Đến mùa nước hay rau rồi bán. Dạ, cô mời con ăn cái bánh với con. Ông Hai sao rồi? Ông Hai khỏe nhiều không? Dạ. Em nay khỏe nhiều không? Em mời anh Tính ăn nha, các bạn Tính. Dạ, ông hỏi ông năm nay khỏe không? Ông khỏe không? Dạ, khỏe. Khỏe. Dạ. Nhất cái giò vậy đó. Cái giò ông là xẹp chưa? Cũng còn sưng luôn hả? Còn sưng. Hôm nay cũng có đi bác sĩ hả? Ốm sưng thủng rồi mình đi bác sĩ ngoài xít mấy bữa nó bớt hết. Bác sĩ hả? Dạ. Nó rửa cho mình hết cái nặng xuống. Ngừng cái nó phụng bệnh. Hết tiền cái sưng lại. Ngừng cái nó phụng bệnh. Nó phụng cái sưng cái nó tay mình khó đi cứng mình nít nó học đi. Không dám đi người ta. Là bữa hổm có Mạnh Thường Quân bên Minh Thắng cho tiền ông là ông đi được mấy ngày. Dạ. Cái chị hết tiền cái hết đi. Dạ không giúp tiền đó tôi đỡ đó. Dạ. Hổm con hỏi là hổm tiền đó ông Hai là xử lý bằng thuốc bắc hay thuốc tây? Trạm xá gần bên mà mình lại trạm xá không có thuốc nữa, bệnh này nó ông bệnh mặt quá không có thuốc. Thuốc cây không hả cậu? Biểu ông đi mới ăn. Ủa, không có cho uống trà hả? Có mà, không có khả năng rồi cậu không giúp đó rồi tôi nên nhờ bác sĩ lời nè. Để chết. Chết cái phụ thủng mà thấy nó. Uống chết tôi uống ngạnh trăm vậy nè. Mà thấy đẹp không? Nó sợp nó trừng đi được đỡ. Rỡ hôm nay cho nó xưng đây rồi. Hôm thì cái giòn hai bà hổng nói là ông chết thuốc hiện đỡ. Cái ông ngừng cái nó xưng lại. Sưng cũng sưng lại. Cái này dạ. Ba bữa nó tè, nó sưng, nó sưng cái nó tè đi không được. Uống đi về đi con. Nó không sưng thì nên đi. Con hỏi ông Hai nè, có ăn nghe ai nói là kêu ông đi trị thuốc bắc gì không hay là hay là thuốc tây không? Dạ. Ý con hỏi á là theo như con thuốc bắc thì nó đậm mà đều cần thuốc bắc kết quả lắm, nó mắc tiền với thuốc bắc bây giờ. Mắc tiền. Theo ông Hai thấy thì thuốc bắc kết quả cao. Tôi uống bằng món ngoài tha đó, cái này kêu mà phù thủng chân tay đó. Dạ. Của thuốc bắc mình sẽ dài hạn nó hết, còn thuốc tây nó cấp tính. Dạ. Thuốc tây mình sẽ trong 5 ngày, 7 ngày nó hết rồi, cái hết thuốc nó lại còn thuốc bắc. Không chích được mấy ngày. Thuốc tây thì giết luôn không có. Ý ông Hai nói là mình nên pháp thuốc mình đâu có gành, cho thứ này thứ kia dặn rồi uống tới vậy. Thuốc tây thì cắt cơn nhanh chóng thôi chứ còn không có hết tiệp giống như là thuốc bắc đúng không? Dạ. Đúng rồi, ông Hai nói gì là tại vì Mạnh Thường Quân của con á cũng có nói vậy đó, nó là vấn đề như ông Hai là phải thuốc bắc nè. Thuốc bắc thì hiệu quả hơn. Tôi có bệnh này đó, tôi thực hiện cho cậu nghe. Dạ. Hồi xưa kia đó cách mười mấy năm tôi bị một lần. Dạ. Cái bệnh đông y là gọi là phù thủng chân tay đó. Dạ. Lần đầu nó mỏi từng bể hơn cái đó, nó sưng bằng giờ. Dạ. Nó sưng kỳ. Sưng cái sưng dài tới giờ em bóc lúng con đi không được. Dạ. Đi không được. Nhưng mà chị thuốc bắc không à. Thì đó ông ngoại tôi, ông thầy thuốc bắc, ông giỏi, ông già tôi nữa, hồi đó lâu rồi. Dạ. Cách này cũng 2 năm, hai mấy năm rồi. Dạ. Bị cái sưng tới trên đầu gối, đi không được.
Được cái tôi mới nói tôi xong mà tay nó tay sao coi nó mày phù phủng chân tay rồi chị mới được ông phơi bậy. Dạ. Chị 20 mấy ngày xong uống mà tha nó thuốc bắt ngâm uống sắc uống sắc uống tha uống rồi tha. Vậy là lịch sử còn hồi xưa đó hết sao mấy chục năm không có ngâm nước ăn gì mà đâu có. Dạ. Bây giờ nó mới tái lại rồi vậy ông hai nó còn hiểu rồi bởi vì Mạnh Thường Quân con. Dạ. Nói đúng rồi đó. Là, bây giờ nó đau lợi này đâu có thuốc nữa anh chị. Là chị Đắc Hơ Liên có nói là mà. Là Đắc Hơ Liên mà đập trước cho ông $100 chị cũng nói với con vậy nè. Nói là ông hai phải uống thuốc bắc. Dạ. Là mới hết tiền, mới hết nhanh. Vậy là thì ra ông hai cái tiền sử con hồi trước là cũng bị đã bị mười mấy năm trước rồi. Gốc con rồi. Mà uống thuốc bắc lại hết mười mấy năm nay nó mới tái lại. Dạ. Ồ dạ dạ. Thì theo như bây giờ là thuốc bắc khoảng bao nhiêu tiền một tháng ông hai? Dạ. Thì bây giờ nè, ý con hỏi á, thuốc bắc bây giờ là cái trị bệnh của ông á. Thuốc bắc thì mắc lắm, thì thuốc phiệt, thuốc hồng công mắc à. Còn thảo mộc ở núi nó rẻ. Ví dụ một thuốc một tháng mình năm đó ha. Dạ. Thì thuốc thuốc nhập thuốc hồng công đó, tốt đó. Ngâm đường thô nhỏ mình xức đường từng bể thì uống thao không ta, từng bể từ cỡ 500. Cỡ 500 ngàn. 500 tuần ha. Còn thuốc ở đây bây giờ nó bán là thuốc nội địa mình, thuốc núi thuốc đồ đó. Rẻ, 200, trăm mấy ngàn đồng. 500 đó cho một thuốc. Mà nó đỡ cho nó không hết. Có nghĩa là ông hai ngâm tha hay là sắc uống? Thuốc hồng không đó, mà thuốc tốt đó. Mà thuốc đó hỏi ông hai nè, ngâm tha hay là sắc uống? Nhất mỗi tay ông uống tha, vài bữa ra thấy gọt tiền đó. Ông hai. 500 là mấy thang? Hả? 500 là mấy thang? 500 một thang. Một thang hả? Sắc hay là uống ông hai? Sắc. Sắc cầm uống. Tha. Sắc uống mà tha luôn. Cầm uống mà tha. Trong uống ngoài tha. Tới 500 một thang. À. Chà. Một thang thuốc là mình sắc chén ăn cơm bự đó chừng cỡ mong hai chén. Là ngày xưa ông uống cái thuốc đó nó hết ngày không? Ngày xưa ông uống thuốc đó hết ha. Ta mất rồi, đâu có thì giờ đâu biết. Xưa giờ không biết. Không biết giờ có không? Bây giờ biết đâu được, hay bây giờ nó hút bây giờ đâu có kết quả. Dạ. Thuốc ra tiền mà. Xưa. Đúng rồi, mà giờ không biết. Mãi tôi ông nội tôi tiệm thuốc bắc ngày xưa mà giỏi lắm. Dạ. Mà giờ ông hai đâu còn cái to đâu mà nhớ đúng không? Đâu mất có nhớ rồi, cái to. Nói gì? Dạ. Có cái to đó tôi khỏe rồi tôi đâu có lo. Gom tiền ra làm. Ăn bánh đi. Ông ăn cái bánh đi. Nè cô ăn bánh đi cô. Dạ, nói đi cô. Này có là cô dùng dạ, dạ, ăn xe sẵn nào. Xe sẵn nè. Để nói chuyện. Dạ, để nói chuyện ha. Vừa ăn vừa nói chuyện không ơi. Tôi bị cái bệnh phù khủng xương tay này đó hồi đó là ông ngoại ông tiệm thuốc bắc lớn. Dạ. Rồi ông già tôi làm rồi sao ông truyền lại tiệm thuốc bắc lớn lắm. Dạ. Ở đó tôi cũng đi lấy thuốc bên về trong già ông hút thấy tháng phơi làm hoài chứ không có lành không biết dạ. Nhỏ 17-18 tuổi tôi biết dạ. Tại giờ cử rồi mình uống thuốc pha uống trần uống hoài biết nó không hết có ai nuôi ông hai được nè. Cô thì lại có bệnh nữa, vấn đề là kinh nữa, ai nuôi ông đúng không? Dạ. Bây giờ nếu mà làm việc thì ông nằm cũng đâu được. Dạ. Cách thứ nhất là hút thuốc bắc về nhà sắc uống. Cách thứ hai thì hút tay thôi, chứ còn mà ông hai ra làm bệnh viện ai đầu nuôi. Bây giờ tây âu tây nam này có hai thứ, thuốc tây và thuốc âu dược bình á. Dạ. Thì thuốc bắc là gì, mình ngâm rượu ngâm thấu ngâm, ví dụ mình sắc một pha uống bổ hai ta mình ngâm vô cho nó đặc lại tha mót. Còn thuốc tây mình uống ở cái đuổi bệnh đi thuốc ở vòng vòng đây nào hai, vòng vòng Mỹ Hòa này có bác sĩ đông y không thuốc bắc đó. Dòng dòng có không? Có Mỹ An có. Cái nhà tới tới tháp 10 mới có. Mỹ An mới có. Cái này một lần nhỏ cháu tôi bị té đi mua tật bệnh tôi đang mua một viên thuốc bằng cái cây. Nhỏ cái này 60 ngàn bạc gì cũng không có kết quả. Tôi vẫn lấy thuốc thiệt na, có thể bây giờ thứ này không? Cái ông hai đi xe máy cũng khó lắm. Lấy thêm 100 ngàn đi, không có. Không dám chở ngồi sau mình. Nội địa, dạ rồi, anh bố làm. Chở ngồi sau mình có gì chứ. Anh chịu uống tha đỡ chứ không hết. Ông hai giờ muốn chở là phải đi chở... Thuốc Hồng Kông sáng sàng đó. Xem ra là thua. Ông té bầm dập tay chân gãy. Xem ra phải có uống 2 viên. Mình cái ông thì cho 3 sợ bị phạt. Nói gì không? Chứ ngồi mình không dám. Nó làm viên. Không dám đâu. Nó có gì cái chết mình luôn. Thì nó ông già tôi làm tôi không bắt nó lấy, nó làm trắng nó lấy trên giờ bán. Mùa xưa bán có 15 đồng kia à. Lúa có 3 đồng giả nó, 15 đồng viên thôi. Bị đánh, bị té, bị tặc, bị đồ, rồi cái một ta uống tha một mắt chân buông. Uống nước này anh trai. Thứ này lắm. Uống nước con, hồi đây nè. Uống nước này đi, cái trước nè. Uống nước này tính. Dạ.
Bây giờ ở Mỹ hay câu lắm mình có mà nội địa hay không mà làm tháo mộc hay không mà không có thiệt tốt thì mà nó thuốc Hồng Kông chẳng sàng đó. Để em hai câu hỏi hai cái này nè. Nếu như bây giờ có người chở ông đi ra Mỹ An á để khám bóc thuốc sát uống ông chịu không? Ừ. Ông hai chịu không? Chưa nghe nó lớn lại. Chở ông hai ra Mỹ An á để hốt thuốc bắt rồi sát uống ông hai chịu không? Cực khổ người ta sẽ nói gì đó. Ý ông hai nó giờ làm hai chịu không? Chịu mà sợ. Bây giờ mình xài cái này trường trần có mình xài hoài nó mình đâu có mình cử. Để điên làm đầu thôi hả? À? Ăn dầu mỡ không ăn. Nói đi. Rồi, nói đi. Ý thân á, hỏi ông bây giờ là nếu mà có người chở ông đi ra ngoài tiệm thuốc bắc ngoài Mỹ An á, hút thuốc cho ông về uống ông chịu không? Thuốc bây giờ đâu có biết đâu thuốc. Kệ nó đi khám mình cần phải mình khám. Bác sĩ người ta bắt mặt ta khám cho mình. Bác sĩ đồng ý á, khám. Khám cái bệnh mình uống thử coi sao. Thuốc bây giờ nó đâu bằng hồi xưa. Dạ thì nó uống thử coi sao. Bây giờ nó không bằng hồi xưa. Đâu một công à. Không bằng nhưng mà uống nhiều than nó cũng bằng. Nhiều than nó mắc. Mắc cho nó. Vậy là vấn đề tiền nữa. Bị mình không có chồng không làm được. Ý ông hai nói là không. Ông thầy tao ông này ha có lẽ thuốc tốt là thuốc tốt ông nó tốt mình có biết đâu. Thì ông hai có một chồng mình đi uống hết không mắc tiền nữa đó. À. Thiệt đồ Hồng Kông sẵn sàng đánh cống nó vô hộp hộp đàng hoàng bây giờ mất tiền biết lắm nè. Rồi thì để con gợi ý với mạnh thường quân của con. Có thể sắp xếp chở ông đi ra ngoài không có thuộc thiệt, ngoài Mỹ An á. Tôi có đi bổ thuốc cũ cho nói ông hai có nghe tức quá. Ông nói không nghe ông nói không à. Dạ ông làm thầy tôi hút thuốc bắt rồi mà tôi giờ tôi biết thanh dược tôi biết. Có nghĩa là mạnh thường quân con á muốn ông hai á hốt thuốc bắc về sát uống. Nếu như ông hai chịu con sẽ đăng clip này lên cũng như là con bạn với mạnh thường quân sẽ tài trợ cho ông cái một số tiền để đi mà hốt thuốc bắc uống một tháng nửa tháng coi sao nếu mà cải thiện được mình làm thêm. Tôi nghe kịp rồi bận mấy cậu dữ lắm không nên không đâu có thời giờ đâu mà đi thuốc mắc mà mỗi lần hốt cái ra nó hốt hai thang là nhiều không hốt một lần là 7 thang một tuần là hốt 7 thang chứ đâu phải 1 thang. Không kết quả nó đâu theo dõi mình cũng như bác sĩ khám bệnh vậy. Bữa nay tôi mời 24 tiếng mà coi bệnh ông tăng giảm thế nào cái hốt nhiều rồi thì ông nói đúng rồi nhưng mà đồng ý ông nói đồng ý nhưng mà ông đi đứng không tiện thì bây giờ một tuần một lần đi có sao đâu ví dụ hốt lần tuần một lần thuốc đâu có kết quả thì đúng rồi cũng nhiều tuần. Ông hai thấy sao nè, đề nghị con, ông thấy sao? Nó là hai thang thôi, không có nhiều. Này hôm thà uống một ngày 24 tiếng một thang rồi, một thang nữa thôi, đâu có nhiều. Cái sao đâu, chắc bắp đùi nó biết bệnh sao đâu. Rồi thì thôi, nó tính thì là ý kiến hai, nó nói thì nói vậy. Mình tính thì mình cứ tính. Thì trước mắt vậy đi rồi mình báo cáo cho mình thường quân có thể sắp xếp đợt sau á. Sẽ gửi gì một số nào đó để chở ông hai đi hút thuốc bắc. Chứ còn... ý là cậu nói về lòng tốt muốn giúp đỡ cô bác mau lành bệnh đâu mạnh khỏe tôi cảm ơn nhiều chứ phương tiện thuốc bắc bây giờ nó có đi đứng thì giờ luôn đi mắc mỏi nữa lắm thôi nói chung quy là ông hai sợ mình nói ba sợ mất thời gian của mình nhiều. Không có điều kiện đi mất thời gian sợ tốn tiền nói chung vậy đi gọi điện vấn đề đó thì thông qua nói chung là ông hai muốn đi đó nhưng mà có cái là sợ không tiền rồi vậy đi thì để từ từ tụi con tính sau. Cô hỏi cô nè, ví dụ như ông hai nằm bệnh viện, cô có nuôi được không? Trời ơi, tao đừng cần cái mồ cái nhà nó còn không rồi nó đi. Cái gì ba? Vậy hả cô? Có thể ra làng hơn. Mấy khi vui vậy, tánh tao đừng cần cái mồ. Chánh giấy tờ này kia thủ tục quá, chị ba có gần. Có khi nó nấu cơm cháo tôi ăn, khi không nấu tôi nói gì có là điện nhỏ đó. Dạ. Nhỏ gái gì xong, có bệnh đó. Sao con nghe ông hai kể với con là cô có ngày đi lượm da chai đi tối ngày, không có gì trơn là cô đi đâu ạ? Có chứ lượm dồn dồn 4-5 bữa thì cũng cho 50-60 mua này kia uống. 4-5 bữa không có 50-60 à thì lắm mà nó bị bệnh tâm thần ở đồng y khoa ngoài lãnh giám định có giấy luôn đúng không hai bảy là điệt suy thần kinh là 65% 65% 65% còn biết gì nữa. Dạ. Đừng cứng tức là cô có giấy công nhận nó của cơ của bên khám bên bệnh viện khám là cô bị bại liệt thần kinh là 65%. Tôi khỏe, tôi dẫn đi khám ba lần. Trên tỉnh khám nhà nước đưa đi tỉnh khám á. Nói nôm na là cô có giấy đi. Mình nói cho rõ dễ hơn là cô có giấy. Nhưng mà cô nhẹ hơn cái bệnh tâm lắm đó không phải ở đây được à. Dạ con lãnh thì tỉnh đó. Dạ. Ra con lãnh khám 2 lần chụp hình đồ đàng hoàng.
Sao sao nó cháu bị bại liệt thần kinh 65%. Cô uống liều phê đi con. 65% thôi này. Dạ cô uống liều phê đi con. Cô này là sao ông hai? Gạo đợt trước anh tính cho nó còn không? Còn không? Gạo anh tính đem luôn ba nó còn hen. Dạ. À, sao không ít xỉu hả? Cũng cho hoài chứ em ở đây tới mùa cũng cho. Dạ. Cho bao ký 10 lít ăn ăn rồi. Rồi dạ. Mình cũng ít ăn rồi. Ông hai giờ ăn bữa chừng chén chứ gì không hai? Dạ. Không ăn bữa chừng chén gì không? Dạ. Bữa không ăn chừng chén một không? Dạ. Chén không? Mấy chén? Hai chén lần lần hai chén lần lần. Dạ. Cũng vậy cũng được. Cũng được. Ăn chết. Dạ. Chừng nào tôi không ăn tôi không đi không ơi. Hai chén còn cỡ chén mình đó. Ừ. Cỡ chén thắng chứ không phải chén mình, chứ mình là tôi cũng yếu nữa. Còn bị đứng mà nó uống được còn nói chuyện đỡ. Dạ. Tôi nói chuyện dữ lắm. Dạ. Đây mình xé cho. Dạ. Không phải lần cần đâu, nói chuyện đi đứng chuyện lắm giờ. Không, nói chung thì ông hai 94-95 tuổi mà minh mẫn vậy là hiếm lắm nghe anh Tính. Ừ, chỉ có cái tay thôi. Ờ, cái tay bị ù khó nghe thôi chứ còn thật sự ông hai rất là còn minh mẫn. Để con xé cho, để con xé cho. Để con bệnh rồi, ít đi. Mày cậu nói thì tôi nghe tôi ăn. Xưa ông còn sáng tay ha, ông nói chuyện bài bản lắm. Bài bản mà... Đúng rồi. Đã lắm. Đúng rồi, ông già này tâm lý à, già tâm lý à. Mấy cậu mà nhân tình. Sao quý này người phê này ăn uống một miếng hai miếng cũng phải. Lần dạ, dạ, dạ. Lần đầu tiên tôi vô đây ha, là ông hai lúc đó hình như là 90, 91 gì đó. Hình như 91. 3-4 năm à. Ừ. Là lúc đó ông cũng khỏe hơn vậy xíu thôi, nhưng mà lúc đó cái tay còn gõ. Nói chuyện im lắm, mà điều lúc đó thì cũng không gõ lắm nghe, cũng nghe được hơn giờ nhiều. Giờ nói mới, chuyện mới khoảng năm nay hả? Ừ, nói chuyện quá trời lớn mà ổng cái nghe cái không. Bây giờ nhiều khi nói chuyện khán giả ta tưởng đâu mình không bị gì mình lớn tiếng cơ gà. Nói nhỏ nghe không được, không rõ nghe. Ồ ồ chứ không rõ, nói lớn mà nghe. Dạ dạ. Hai con tài nó. Dạ. Thì lớn tuổi vậy đó ông ơi, này nó già đâu. Lớn mà vậy. Mà nói chuyện lớn tiếng xong rồi cô chú khán giả cũng không cảm thấy mấy hai thằng này nạt không già đâu nghe. Nó nhỏ không nghe. Nó lớn vậy đó. Dạ rồi nó hư đủ hết trơn, bộ máy hư hết trơn rồi nó ghiệu rồi. Nó gơ chân hả ông hai? Bạc đạn lỏng chân hả? Bạch nhãn quan thì mờ mờ không thấy vậy mà đi vô máy. Điện thoại cho tiếc mình chữa bệnh nữa. Vậy hồi nãy mình ông không nghe. Nữa nó. Thì ông luôn là mình đi vô tới đâu hay tiếp tục sọt. Chứ như mình nãy mình chơi đi mà ai đi nói sàm sàm vậy nghe rồi, ông không nghe. Nó hư là rửa không được, nó cho. Dạ. Tôi bao giờ tôi mò mò cài được không được thôi. Trời ơi ông. Trời ơi, hai ba cái đầu đĩa luôn. Mà hư không? Hư không? Ông hư không? Con này không có dĩa đâu, con để ngoài đi, dặn con làm phật sự cho nó gọn nghe. Vậy là ông còn thường xem đĩa lắm phải không? Chứ đâu có gì để xem phải không? Đâu có điện thoại, đâu có internet gì. Dạ. Xem đĩa không phải không? Mà giờ nó hư rồi phải không? Dạ. Hư mấy cái rồi? Có đầu đĩa, cái nào cũng hư kìa. Mà mấy cái mà hư hết? Có mấy cái lận? Ba cái hả? Mà hư hết luôn hả? Cái máy là cũng bật cho. Mà hư hết không? Hư rồi sửa máy còn được. Còn được không? Cái mày nó cho hư rồi. Mà còn cái nào hát được không? Còn cái nào hát được không? Cái đi bây giờ cho mà hư rồi sửa hát được. Cái đầu đĩa? Đầu đĩa đúc vô hát được. Cái này hư trên lúc nó lên nền không gì. Bây giờ còn cái đầu đĩa nào hát được không? Còn cái đầu đĩa nào hát được không? Đâu có. Hư hết luôn hả? Cái đó rồi được mà nó đứt dây giặt giặt rồi hư rồi mới tháo rồi đó. Dạ cái hư rồi. Già 94-95 tuổi ngồi chơi điện tử con làm đấy mà cộng tóc. Cũng hay. Thì không được con làm hết hồn. Hết hồn. Đó cũng có học sơ qua. Dạ. Cái đồ cũ. À có nghĩa là ông cũng đã từng học sơ nghề điện tử. Cái này nãy buông cái đầu đĩa ra. Cái con nào con lấy chút sẹo tóc mà ngày già ngồi sửa. Cả vừa làm được hết trơn. Dạ dạ. Không có tờ điện nào lại. Dạ đúng rồi, coi như là ông hiểu về điện. Cụ già tới tôi bắt điện thôi, ông tới rồi cho dụng cụ luôn. Trời ông già ông làm được rồi, được. Tôi đi dây, tôi đi bắt 11 bóng. Rồi ông hai ơi, giờ vậy nào ông hai? Giờ mà ông cháu mình quay về vấn đề chính, mục đích của hôm nay tới đây nha. Dạ. Qua thăm ông rồi cái chân ông xẹp bớt vậy thì anh em con mừng rồi. Dạ. Dạ thì cũng chúc mừng ông, bệnh nó cũng có thiên giảm. Dạ. Bây giờ hỏi ông hai giờ ông hai uống sữa được không? Sữa hả? Thế như có sữa ông hai chắc sáng được uống được không? Ít uống. Tại vì không ít mua ha, không có mua ha. Đâu có mua, ít mua, ít tiền. Rồi thôi chung quy là ông hai không có mua. Còn sữa rồi, 2 ngàn tiền đâu mua, để đâu mua đồ ăn, dạ. Cơm nước đâu. Bây giờ
Vậy nè ông hai, con với anh Tính đó qua đây là con cũng theo lời yêu cầu của Mạnh Thường Quân. Chữa hộp này tặng cho phải không? Dạ tặng ông hai. Chứ con qua đây là tặng ông này. Hộp này là anh Tính cho nguyên cặp tự vui không? Dạ. Dạ. Cho ai nữa hả? Dạ cho ông đó. Ừ, cho ông luôn á. Mình ông á. Bộ ông với cô hai này sao đó. Bằng cái uống rồi đó cho uống nhiều thành mình lam á. Dạ. Không sao. Ý ông hai nữa là sao cho hai hộp nhiều dữ vậy? Ừ. Không đâu ông. Đỉnh cũng có người già bệnh điếu gì. Lần mua lần khó. Để con đọc cái này cho ông hai nha. Năm rồi. Dạ thôi bây giờ bữa nay u gái cho ông. Mấy ông khác có cái khác. Mấy ông khác người ta có cái khác. Dạ. Có ông nó vừa được 90 tấn mấy cái que rồi. Đây nè nó có giá luôn nè, 250.000 một hộp nè. Nè. Đó, rồi con đọc cho ông nghe. Có quảng cáo lại. Có dán tem 250 hộp. Lại bán rẻ rồi bán rẻ rồi mất. Anh Tính ở gần đi, anh Tính ở gần đọc cho ông hiểu đi. Này thuốc cũng dán tem về đó. Xương khớp nè, xương khớp dành cho người già. Dạ. Xương khớp dành cho người già. Bao lần con mua hộp. Thì ông này chắc ông biết pha. Rồi. Nó bán rẻ rồi nó 200 mấy thôi. Có nghĩa là 250.000 hộp. Ừ nó đáng rất là sữa này là cứng mắc xương chắc xương như người già. Không sữa này cao hơn sữa em mua cho bà chín ở Lấn Biển nữa. Nó cũng tùy loại nha. Có loại trăm mấy nữa. Đúng rồi 180, 190, 200, 300 rồi. Tới 200 mấy mà có 180 gì nãy đó có hộp đó mà. Ồ nó cũng tùy loại chứ. Thì mình cuốn thử đi. Hộp rồi. Dạ thì nói chung thì nó nhiều loại. Sợ cái đường tiêu hóa ông ấy không ổn. Mua cái tốt cái quan trọng là nó hợp với cơ thể đúng không hai? Đà. Nhiều khi uống vô cái bị tiêu chảy đâu đó nhiều khi cũng không tốt. Hy vọng là muốn sữa này nó chịu không bị vấn đề đó. Ừ. Tôi uống rồi. Rồi thì bên cạnh đó thì tôi uống nhiều quá. Thì ông hai tạm tiêu nó lên chua cái này uống có. Giờ này uống có ha. Rồi có lý. Đây là gạo nè. 25 kg gạo. Rồi, bao này dạ bao bự con ôm con nghe bao nặng nặng luôn. Ôm đứng nó đi, đứng nửa tiếng thôi. Đứng nửa, dạ đứng nửa tiếng. Ôi, ông tính làm gì? Đưa trong giác ha. Đưa con ha. Trời ơi. Cảm ơn chứ. Dạ đưa trong nhà. Ông cứ ngồi luôn. Đi, ông cứ ngồi cảm ơn cũng được. Để con để đây. Để lại nó đi rồi cháu này. Hai hộp như nhau. Dạ. Ăn đi. Không cậu cực khổ mà tình nghĩa mà đem tới đây là ngồi nói chuyện vô phép. Hai đứa con cố tình là vô đây sẵn ngồi tâm sự với ông luôn biết ông buồn. Dạ. Cho nên là vô mua bánh vô uống trà luôn đó. Dạ. Lên nói chuyện mà nó đứng dậy nhận là mình đối diện nói chuyện. Chứ ngồi. Dạ thì tỉ ông đi, tỉ ông. Thôi dạ. Ông hai nghĩ sao làm vậy? Mất hết rồi. Ông hai mới là đứng dậy để nhận quà. Dạ. Tỏ lòng cảm ơn ý ông hai vậy đúng không? Dạ. Cậu này nó nào cũng có vô ăn ủi tôi. Dạ. Dạ hay bệnh hoạn có mấy con, cậu vô nói một câu hay tôi cũng để ý. Con nói thật là dạ. Con thương mấy cụ già mà. Con quay nhiều cụ già lắm mà không có người giúp. Dạ. Mà khi mà con biết có Mạnh Thường Quân Sắc Ca Linh á giúp cho ông hai con mừng quá trời luôn. Dạ. Dạ tại vì bên con Mạnh Thường Quân không có. Cái này ít lắm. Cho dài tiền nữa hả? Cho chứ không dài. Con đến đây là chị Sắc Ca Linh á, đợt trước mà có cho ông 100 đô đó ông hai nhớ không? Thì đợt này chị cũng gửi con thêm 100 đô nữa. Dạ. Là chị giá là đổi ra được là 2.325.000. Yeah. Chị dặn con á, ông hai uống sữa này vô buổi sáng uống cho điều độ vô. Một ly thì pha cũng 4-5 muỗng, ông đừng có hà tiện. Ha, ông cứ pha uống hết thì chị gửi thêm. Yeah. Dạ, đó là chị dặn ông là ăn uống nhiều nhiều vô, đừng có sợ tốn nha. Cứ pha cho đậm đậm uống cho nó ngon. Yeah. Rồi chị kêu con mua 30 kg gạo ngon. Nhưng mà người ta đóng cái bao đó có 25 kg à. Yeah. Thì thôi mình mua 25. Yeah. Thì con mua 2 hộp sữa này là 500.000. 25 kg gạo đó là 350. Yeah. Là tổng cộng con mua đây là 850.000. Gần cả triệu rồi. Rồi ở đây con được 2.325.000. Yeah. Tức là con dư tiền mặt lại 1.475.000. Thì con xin thay mặt chị Jacqueline ở Mỹ á. Yeah. Trao lại cho ông số tiền mặt là 1.500.000, 1.000.000, 1.200.000, 1.400.000. Dạ dạ. Một triệu 475.000. Con dạ. Trao cho ông là 1.475.000 của chị Jacqueline hổm đó. Dạ. Dạ chị này là cũng là của chị. Dạ, chị thương ông lắm, chị kêu ông ăn uống sữa nhiều vô. Nói nào ngay. Dạ. Cô mang ơn cái cô đi nước ngoài. Dạ. Hổm nhờ cô giúp phương tiện tôi mới có tôi trị bệnh đó. Dạ. Dạ. Để tôi nói đó. Dạ dạ. Dạ. Bệnh nhân cũng nhờ. Dạ. Giúp cho số tiền đó. Dạ đúng rồi. Đi ăn uống này nhỏ cháu nè, nở mình này nó no. Dạ. Cháu ngăn không phải cháu ruột. Có nghĩa dạ. Là tiền của hổm vừa ăn uống với vừa trị bệnh. Nó lo bữa nào cũng đồ ăn nó đem qua hoài nói nó
thì cô bác già rồi. Rồi thì cũng nhờ số tiền lần trước mà ông cũng được chích 8-9 ngày thuốc, ông đi đứng được khỏe thì con cũng mừng. Thì con cũng cảm ơn chị Jacqueline nhiều rồi. Tại vì giúp cho ông thì con biết là ông sẽ quý lắm. Tại vì trong thời gian khó khăn có cái để mà chị. Thật sự mà nói á, dạ, các cậu phải có tinh thần cao độ, bao phương tiện, khả năng giúp tiền bạc tôi để có phương tiện để trị bệnh thuốc mẹ. Dạ. Cái thứ hai thì ăn bạc ăn uống thì nhỏ cháu đứng ở kế bên. Dạ. Nó thấy tôi già. Dạ. Ăn uống cực khổ quá, mau chết đi. Dạ. Biết, biết. Dạ. Nó làm nó đem qua sẵn tôi ăn không đó, tội nghiệp. Chị có thể vô cho mọi người biết mặt được không? Nó mua đàng hoàng. Dạ. Cung cấp tôi hôm nay cháu này là cháu sau không nè, chị ngồi đây đi bật kiểu rồi đó chị cái em có được nó chị đây nè, có máy này không trời tiền nhưng mà cung cấp đồ ăn tôi hôm nay bật kiểu máy qua cái máy đâu nhìn hai máy thấy đủ hết mọi người. Có con thì ở trên Tân An tỉnh nhỏ gái thấy hết không, lâu lâu chạy đọt về đây cái thầm thầm mình cái đi rồi coi góc máy bên kia một chút đi buôn bán. Dạ, em mời chị uống nước. Ít nước còn đây không có. Ông hai đang nói mà mình nói tùm lum cái ông hai không hết nói rồi thôi nói đi. Thôi bây giờ tôi nói vụ này tới hồi vụ của anh. Dạ. Dạ. Tôi trong nhà chủ này chủ hộ có mình tôi. Dạ. Dạ. Bệnh nhân cũng tôi chủ hộ người của mình tôi. Dạ. Các cậu có lòng thành thật. Không? Dạ. Tôi đem vô số tiền để thật tình giúp cho. Tôi cũng lời thành thật cảm ơn hai cậu chứ biết nói gì. Biết nói tiếng cảm ơn tôi sẽ làm. Dạ, ông Khoảng cảm ơn con. Tiếng cảm ơn Mạnh Thường Quân con kìa, Jacqueline á. Tiền này của Jacqueline. Cảm ơn Jacqueline đi ông. Ngoài nhưng mà ngay cái điểm ta gửi nhận đem tới đây thì cũng như của cậu trong này cũng có phần. Dạ. Rồi dạ. Thì cái này cũng như Mạnh Thường Quân có đem số tiền khả năng giúp cho tôi. Để có cái phương tiện. Nó ít thôi. Dạ. Tôi thành thật tôi cảm ơn. Dạ. Rồi vậy được rồi. Dạ dạ dạ. Thì ông là tôi là chủ gia người có bệnh trong nhà nha, chứ không phải người khác à. Lời nói đó. Còn chị thì cũng thường lo cái ăn uống hàng ngày cho ông hả chị? Nói chung là hàng ngày luôn, sáng nào cũng nấu đồ ăn mang qua với chiều. Ông hai thì ông tôi kể thêm cho cái người được nghe. Ông hai ông bắt nồi cơm. Trong hộ giờ trong hộ tôi giờ có hai cha con. Thấy ông già cả tội con quá, nấu người gái mà nó cũng qua. Có bệnh ông tỉnh. Thì nói giờ ông tôi ráng khỏe mạnh đi, tôi nói cho ông khi nào ông trăm tuổi già. Dạ. Dạ. Chị có bà con gì với chú không? Với ông không? Không có bà con. Chị là ở sớm thôi. Ở Sắc Giác. Cặp Giác đây phải không? Dạ. Thấy mấy lần trước em vô là chị kêu ông đó phải không? Dạ dạ. Mỗi lần vô đây là ông hai ông tắm sao á. Rồi, rồi chị thấy mình qua cái kêu ôm sờm không thấy ai, chị qua chị kêu ông tắm thuốc ngày sau cũng đâu nghe. Bây giờ thì mỗi buổi sáng thì 7 giờ là có đồ ăn rồi. Dạ. Đem qua cho ổng, còn bữa nào ổng ăn tương thì cũng đi chợ mua đồ nấu đồ tương cho ổng luôn. Dạ. Thấy ổng già cả thương quá. Chị sức từng túi làm cho vậy sức luôn. Sức từng túi làm dạ. Hết. Dạ. Rồi em cũng cảm ơn chị quá trời luôn. Không có nhận của ổng cái gì hết, chỉ dạ. Sức từng túi thôi. Dạ. Rồi ổng mới cũng có nói được lắm nha, mua hổng có vô em cho vô cho tiền ổng đó. Ổng dạ. Nói vậy nè, thôi dịp trùng dịp. Thôi để ổng gửi tiền nấu nướng. Cái nói thôi không có được. Mua Phật là ông gửi là con không có nhận. Mà con không nấu cho ăn luôn. Rồi thôi từ đó tới giờ rồi nấu hoài. Dạ chị có thể giới thiệu cho mọi người biết chị thứ mấy tên gì không ạ? Tên thứ năm tên Ngọt. Tên Ngọt. Có quay thấy chị không ạ? Dạ thấy rõ đi. Thấy rõ chị đi. Cặp dắt. Dạ. Thấy vậy rồi thương. Thì nói chung thì tụi em cũng như chị thôi chị. Thì cũng chung tay góp sức giúp được phần nào đó trong hoàn cảnh nào thì trong lòng mình rất là vui. Thì chị em mình cũng giống như là đi chung một con đường vậy. Thì mình nào giúp được là giúp chị. Thì em cũng cảm ơn chị nhiều. Thấy mấy anh em mà vô đây mà quay giúp đỡ cho ổng là tôi mừng lắm. Dạ. Mỗi lần thấy vô quay là mừng. Rồi mỗi lần quay rồi đi về cái qua hỏi ông hai có cho tiền ổng nói có thì cũng móc ra điếm cho biết. Cũng đi phe bà con lối sớm là ông hai cũng có được youtuber đồ quay để ủng hộ. Dạ. Nhưng mà ông đừng có khỏe nghe, ông chổm nó nghe đó. Nghe tiêu á, có tiền kỹ nghe, đóng cửa kỹ. Dạ. Dạ. Thì tôi nói thì bây giờ tôi còn khỏe mạnh thì thấy ổng vậy đó thì mình giúp được, không giúp được gì thì giúp đồ ăn thôi. Dạ. Thì sáng với buổi sáng buổi chiều. Còn như hôm nào ăn tương thì cũng đi chợ mua đồ tương. Vậy quý lắm chị. Vậy là quý lắm. Nói chung là mình bỏ tiền túi chứ cũng không có nhận của ông điều gì. Dạ. Ông khỏe là tôi mừng ấy. Nói chung là cũng thay mặt cho ông cảm ơn chị rất nhiều. Tại vì ông đơn chiếc đi mà con thì bệnh vậy đó đâu biết gì. Thấy nhiều rồi này với bệnh. Dạ dạ. Cũng may có chị ở kế bên.
chứ không thì như bữa hổm ông bệnh bệnh thì tôi cũng điện cho cháu ông ở Sài Gòn về. Dạ, về có về không? Có. Về cũng thăm nhan lát rồi cũng đi. Dạ, về thăm mấy thăm cái hen. Thăm vậy thôi. À, nói chung là nói chuyện rồi hen. Rồi ông nói đi. Ông nói đi. Dạ dạ. Tôi hỏi. Dạ. Dạ. Cái cô đi nước ngoài đó gì? Tên gì tôi quên. Jacqueline. Hả? Chị nước ngoài. Jacqueline. Jacqueline. Jacqueline hả? Jacqueline. Dạ dạ, ông nói gì không hai? Nói đi. Tôi thành thật cảm ơn. Dạ, ông nhìn máy kìa. Dạ. Tại vì cô biết cái đó. Dạ. Cô đi nước ngoài nhưng mà nước Việt Nam không quên, phải không? Dạ đúng rồi. Nhớ gặp cái hoàn cảnh như tôi và khó khăn. Dạ. Đó, đây cô thật tình. Dạ. Có một số tiền để giúp tôi trong phương tiện thuốc men đầy đầu có ích rất nhiều. Dạ. Tôi thành thật cảm ơn. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi cũng đức tính cũng với Minh Thắng cũng xin thay mặt cho ông xin chân thành cảm ơn Sắc Khê Liên rất nhiều đã chia sẻ cái yêu thương cho ông trong thời gian qua. Thì hôm nay cũng hai lần Thắng đến đây rồi. Đúng rồi, lần lần hai. Cũng số tiền đối với ông thì số tiền này rất là quý, rất là lớn nha. Đối với ông thì số tiền này lớn lắm ạ. À. Tại vì ông đâu mừng gì cả tiền đâu. À, xin cảm ơn Sắc Khê Liên rất nhiều. Chúc tôi thêm nữa nhờ dạ. Mấy cậu ở đây chuyển số tiền chuyển ngân của cô ngoại gửi về. Dạ. Để giúp đỡ tên tôi, người được nhận tiền là tên Phạm Minh Đệ. Dạ. Niên kỷ tuổi là 94 tuổi. Dạ. Có nhận đủ số tiền các cậu có chuyển qua tay. Dạ. Dạ. Ông Phạm Minh mạnh quá. Dạ. Cảm ơn cô đó. Nói chuyện rất hay. Dạ rồi rồi. Thì trước khi khép lại video này thì con với chị Sắc Liên cũng như là quý khán giả thì bao giờ cũng muốn ông hai mạnh khỏe hết. Dạ. Nhưng là ông hai cứ uống sữa nhiều vô ha, ông đừng ngại. Ông cứ uống cho nhiều vô cho nó khỏe rồi hết thì chị gửi thêm, tại chị có gửi gắm con như vậy. Đó là cái ân tình, cái tình cảm của chị dành cho ông là ông cứ uống vô, ông đừng ngại gì hết nha. Và tiền đó ông muốn thích gì ông cứ mua ăn, mua sao cho hợp với cơ thể là được. Rồi khỏe thì dạ. Khỏe thì thuốc. Dạ, ông cứ mua đồ ăn rồi không khỏe thì dùng số tiền đó đi chích thuốc cũng được. Không, dạ. Ông dùng tiền ông mua thuốc được không? Dạ. Dạ. Còn nấu ăn thì mình nấu, còn bữa nào cũng có thèm gì đó. Dạ, 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 có rồi, có rồi. Dạ, dạ, được rồi. Có rồi. Nãy Minh Thắng nói mà không biết ông có nghe không, bây giờ con đọc lại cho ông nghe nghe, là có nghĩa là Sắc Khê Liên gửi về 100 đô. Dạ. Đổi ra tiền Việt là 2.325.000. Dạ. Mà đi mua sữa với gạo là hết 850.000. Còn lại tiền mặt là 1.475.000 đúng không? Đúng, ok. Dạ. Đó, là tiền mặt là gửi cho ông đây. Dạ. Rồi tiền này là tiền mua đồ. Tổng cộng là cái số tiền 2.325.000. Của Sắc Khê Liên. Thời gian. Ở vậy dạ. Nãy là đại tổng cộng tôi có nhận đủ vô tiền các cậu dạ. Có chuyển rồi. Dạ dạ. Thế là người ta gửi thì mình nhận rồi mình làm thinh ra. Thôi vậy thì bữa nay là dạ. Vui rồi không hai gắng khỏe nha. Nước ngoài mà đang lưu tâm mà gửi về tới mình 100 cũng quý rồi đó. Dạ thì trước khi Minh Thắng khép lại video thì Minh Thắng anh tính với lại chị Ngọt. Xin chân thành cảm ơn chị Sắc Khê Liên rất là nhiều. Đã dành tình cảm rất là đặc biệt cho những cụ già, nhất là ông hai ở đây. Thì trước khi khép lại video thì Minh Thắng cảm ơn chị rất Linh rất là nhiều nha. Và cũng không quên kính chúc cho toàn thể của chú và anh chị quý khán giả được thật nhiều sức khỏe thành đạt và sẽ gặt hái được thật nhiều thành công trong cuộc sống. Và tất cả anh em ở đây xin mến chào của chú và anh chị.